Tác phẩm Hạnh phúc trong tầm tay. Tác giả Tiến sĩ tư vấn tâm lý Trần Thị Rồng. Số 10. Hướng tới mục tiêu. Bạn thân mến, giây phút bạn đang có đây thật quý giá. Tâm hồn bạn bình an, thư thái hay xáo trộn, lo âu đều do bạn quyết định và chọn sống như thế nào trong giây phút này. Nếu bạn chỉ chú tâm làm hết mình điều bạn đang làm, công việc bạn làm chắc chắn sẽ hữu hiệu hơn là khi bạn vừa làm vừa lo nghĩ, vừa nhớ đến mọi thứ chuyện đã qua hay chưa xảy đến. Để yên tâm và thoải mái sống phút hiện tại, bạn cần phác thảo một chương trình hành động trước. Bạn đặt ra mục tiêu và dự liệu một thời hạn để hoàn thành mục tiêu đó. Ví dụ, bạn quyết định mỗi cuối tuần bạn sẽ làm xong các bài tập phải nộp trong tuần kế tiếp, và bạn chỉ vui chơi, giải trí khi đã làm xong. Hay bạn quyết định sẽ học xong một cuốn sách ăn văn trong 6 tháng, thì bạn tính toán xem sách có bao nhiêu chương, mỗi tuần bạn phải xong mấy chương, mỗi ngày cần học mấy trang, để sau 6 tháng bạn có thể hoàn thành kế hoạch. Nếu như bạn muốn trong 3 năm, bạn phải học xong và lấy cho được bằng cao đẳng về quản trị kinh doanh chẳng hạn, thì trong 3 năm đó, điều duy nhất quan trọng là bạn chỉ để tâm vào chuyện học. Nếu bạn muốn mua một chiếc xe máy mà bây giờ bạn còn thiếu một ít tiền, bạn xem nếu để dàn thì trong bao lâu mới đủ. Bạn làm kế hoạch và quyết định mỗi tháng phải tiết kiệm bao nhiêu. Bạn giảm thiểu các chi tiêu khác và dành dụm tối đa cho việc mua xe. Bạn có thể đề ra cho mình nhiều mục tiêu, có thứ ngắn hạn như một tuần hay 3 tháng, có thứ dài hạn như 2 năm, 4 năm hay 8 năm. Đó là những việc cụ thể và rất có ích. Bên cạnh đó, bạn còn biết bao nhiêu mục tiêu tinh thần khác nữa. Đời bạn sẽ có ý nghĩa khi bạn có một cái đích để nhắm đến. Bạn có hạnh phúc hay không đều do ảnh hưởng rất lớn bởi những mục tiêu mà bạn đặt ra, cũng như các phương thế mà bạn dùng để đạt được mục tiêu đó. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về làm thế nào để đặt ra mục tiêu, tại sao chúng ta phải có mục tiêu, và một số nguyên tắc chúng ta cần lưu ý khi theo đuổi những mục tiêu mà mình đã đề ra. Nhà tâm lý trị liệu Frank, người đã may mắn sống sót sau thời gian sống rất ư cơ cực trong trại tập trung của Đức Quốc xã vào thời Thế chiến thứ hai. Ông đã nghiên cứu tại sao và điều gì đã giữ cho người ta sống còn trong hoàn cảnh quá bi đát và dã man. Mà theo nghiên cứu cho thấy rằng chỉ 1/28 người có cơ may sống sót mà thôi. Ông Frank quan sát và cho biết người sống còn không phải là những người khỏe mạnh, cũng không phải là những người được ăn uống đầy đủ hay là người thông minh nhất, nhưng là những ai có một mục đích, một lý do để sống. Trường hợp Frank là lòng ao ước được gặp lại vợ. Những người còn sống sót khác toàn là những người có những mục tiêu tuy khác nhau. Phải, chính mục tiêu đã giữ cho cuộc sống chúng ta tiếp diễn. Bạn có để ý là chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng ta đang ở giữa hay ở cao điểm của một dự tính, chứ không phải ở cuối chương trình. Bạn đã từng thấy rằng ngay sau khi bạn hoàn tất một kế hoạch, bạn lại suy nghĩ và tìm ra những kế hoạch mới nào khác, phải vậy không? 2 điểm chính yếu sau đây cần chúng ta ý thức. Thứ nhất, bản chất cuộc sống của chúng ta là phải có những mục tiêu. Chúng ta không thể sống mà thiếu mục tiêu được, hay ít ra
không thể thiếu trong một thời gian lâu dài. Vì thế, nếu cho đến giờ này mà bạn chưa có danh sách những gì cần phải đạt tới, thì bây giờ bạn cần suy nghĩ, tìm kiếm ngay những mục tiêu để hướng tới. Bạn đang cần ít nhất là một mục tiêu đấy. Thứ hai, điều quan trọng nhất là cần có mục tiêu. Bạn cần có một mục tiêu lành mạnh là được rồi. Bạn không buộc phải có những mục tiêu to lớn, cao xa hoặc phức tạp đâu. Một số người thường tự thu xếp để trì hoãn làm điều mà họ nghĩ là trong đời họ cần phải làm. Họ cứ ái ngại và lo lắng rằng không biết mục đích họ có trong đầu có phải là cái tuyệt hảo chưa. Rồi họ ngần ngại tìm kế hoãn bưng để xem thong thả đã. Họ thường tự nhủ như thế và cứ lần lừa chần chừ, chẳng bao giờ bắt đầu làm gì cả. Có nhiều người cứ lo nghĩ rằng thật là một bi kịch nếu họ đã chọn sai phương hướng. Vậy thì sao? Làm lại chứ sao? Những người thành công nhất trong cuộc sống đã tìm thấy qua sự sai lầm của họ một kinh nghiệm đáng giá mà họ đã học được. Trái lại, những người không hạnh phúc thì xem những sai lầm như là một thất bại. Thật ra, điều quan trọng nhất không phải là đạt tới mục tiêu, nhưng là những gì chúng ta học được. Và trong tiến trình đi đến mục tiêu, chúng ta đã lớn lên được bao nhiêu. Vì trong lúc theo đuổi mục tiêu, bạn đã phát triển được lòng can đảm và cương nghị, đã tự củng cố sức mạnh của chính mình. Qua đó, bạn thêm tự tin và tập cho mình một kỷ luật sống. Tất cả những thứ đó đều là những chất liệu cho sự thành công và hạnh phúc sau này của bạn đấy. Vì thất bại là thành công đến chậm. Ngoài ra, những gì bạn đạt được khi theo đuổi mục tiêu không phải là điều tối quan trọng. Câu hỏi quan trọng là bạn sẽ trở nên như thế nào? Khi bạn đề ra mục tiêu, bạn cũng cần nhớ là trên hành tinh này không có gì là tuyệt đối, là hoàn hảo, cũng như không có điều gì đạt được mà không phải trả giá. Không có mục tiêu nào mà không gặp trở ngại. Như khi cây lớn lên, lá rụng dần, nhưng mỗi lần như thế, cây lại ra thêm một số lá khác để thay cho số lá đã già cỗi và rơi rụng. Cây không thể lớn hơn và cao hơn mà không phải mất đi một cái gì, hay không phải trải qua giông tố. Bạn biết đấy, những người thành công không phải là những người sáng chói hay có nhiều khả năng hoặc độc nhất vô nhị đâu. Đơn giản chỉ vì họ biết nắm bắt thời cơ, luôn có mục tiêu để hướng tới, và họ biết đâu là điểm chính yếu. Họ nương theo cái đà tiến của sự việc và ý thức rằng việc thăng tiến của họ phải luôn am hiểu phù hợp với nguyên tắc vận hành của mọi sự chung quanh. Để cụ thể hóa phương cách tạo mục tiêu, bạn cần ghi những gì bạn muốn trên một mảnh giấy. Rồi bạn chọn xem nên lấy điểm nào làm mục tiêu tối hậu và mục tiêu nào thứ yếu. Mong bạn luôn có những điểm ưu tiên để đừng mất thì giờ hay trở nên rối ren vì những gì phụ thuộc. Có lẽ chính bạn đã có kinh nghiệm hay do quan sát những người đi mua sắm. Người ta thường viết ra những gì họ muốn trên một mảnh giấy trước khi đi. Như thế, họ sẽ không quên những gì quan trọng và cần thiết. Một điều khá gây ngạc nhiên, hầu như ai cũng công nhận rằng chúng ta rất cần có mục tiêu. Đó là điều hết sức có ích. Nhưng thực tế, theo nghiên cứu chỉ có 3% thực hiện điều này thôi. Vì thế, không lạ gì nhiều người đã mất khá nhiều thì giờ mà họ chẳng đạt được gì cả trong đời. Thật buồn cười là nhiều người đã bỏ ra một lượng lớn thời giờ để làm chương trình cho bữa tiệc sinh nhật của họ, hay một cuộc dã ngoại hơn là để hoạch định cho chính cuộc sống của mình. Vì thế,
chúng ta không lạ gì khi họ không được hạnh phúc như họ mong muốn và như họ đáng được. Chúng ta cần có những mục tiêu, không phải chỉ vì những kết quả cuối cùng mà chúng sẽ đem lại cho chúng ta thôi, mà điều quan trọng chính là mục tiêu đã giữ cho chúng ta tiến, cho chúng ta hứng thú và ý nghĩa trong cuộc đời, cho chúng ta lý do để cố gắng vươn lên, cho chúng ta hướng đi và sức mạnh để thi hành, để đạt được chúng. Sống phải chăng là tiến, tiến lên, tiến xa hơn, tiến sâu hơn, mở rộng con đường chúng ta đi về mọi hướng, khám phá những chân trời kỳ diệu quanh mình. Thế giới vật chất và tinh thần, hữu hình và vô hình. Trên đường đi, chúng ta chú ý đến những vị trí trắc trở, mang tính thách đố, những khúc quanh, những chướng ngại rải rác dọc đường. Kèm theo với mục tiêu, chúng ta cần nhẫn nại và nỗ lực. Có như thế, chúng ta mới có khả năng vượt qua cái gần kề để chạm đến bầu trời xanh, để có thể thấy và cảm nghiệm được ngay cả những điều vô thân, vô sắc và vô hình nữa. Bạn thân mến, mục tiêu quan trọng cho đời bạn như thế đó. Nếu bạn đã có mục tiêu trong đời, mong bạn đạt được nó. Nếu bạn chưa tìm ra nó, bạn cố gắng dừng lại, suy nghĩ và đặt ra cho mình ít nhất là một mục tiêu, ngắn hạn hay dài hạn cũng được. Vì mục tiêu chính là kim chỉ nam cho đời bạn đó.